Sáng nay, Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8. Tham dự kỳ họp có Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban bí thư Lương Cường. Về phía đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh Ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Vĩnh Phúc. Khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ thảo luận quyết định nhiều vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, chính sách, khơi thông nguồn lực, khắc phục các điểm nghẽn, tất cả vì phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo đời sống của nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đây là kỳ họp có khối lượng công việc lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay và cũng là kỳ họp để thể chế hóa nghị quyết Trung ương 10 khóa 13, đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và giải quyết nhiều vấn đề quan trọng khác của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đổi mới mạnh mẽ tổ chức hoạt động của quốc hội đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu quốc hội nhấn mạnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại đất nước cũng đang đứng trước cánh cửa của lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thực tiễn nóng bỏng của đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của đảng của nhà nước của quốc hội tổng bí thư chủ tịch nước đề nghị quốc hội các cơ quan của quốc hội các vị đại biểu quốc hội phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm đổi mới hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình đưa đất nước không ngừng phát triển sánh vai với các cường quốc nam châu